Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất thức ăn ở thành phố Hồ Chí Minh, hành động khẳng định quyết tâm của người đứng đầu chính phủ trong nỗ lực giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân. Gần một nửa quy mô dân số tiếp cận với Internet cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Khám phá những câu chuyện thú vị và đầy bất ngờ của Hà Nội xưa qua những trang sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp và một số quán ăn ở đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp sau lần kiểm tra ở Hà Nội thì đây là một thông điệp nữa khẳng định quyết tâm của người đứng đầu chính phủ trong nỗ lực giải quyết một trong những bức xúc lớn nhất của người dân. Công ty sản xuất thức ăn công nghiệp Tú Anh ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh chỉ được thông báo sẽ có đoàn kiểm tra đột xuất trước 5 phút. Mỗi ngày tại cơ sở này cung cấp 4.000 suất ăn công nghiệp cho một số nhà máy và bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng đã đặt nhiều câu hỏi với giám đốc và nhân viên của công ty và kiểm tra cả các hợp đồng cung cấp rau, quả, thịt cũng như giấy chứng nhận của các chi cục cho công ty này. Sau khi kiểm tra công ty sản xuất thức ăn công nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra một quán phở trên đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý trên 7.000 cơ sở chế biến và bán thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra trên 1.000 cơ sở thì có gần một nửa có vi phạm. Mặc dù kiểm tra đột xuất, nhưng quán phở này được coi là sạch sẽ và an toàn. Ngay tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng mỗi thành viên trong đoàn đã thưởng thức một bát phở của quán. Với giá 40.000 đồng một bát, cùng với 20 cốc cà phê sữa đã đúng theo phong cách ăn sáng của người Nam Bộ. Thủ tướng đã trả 750.000 đồng cho bữa sáng của toàn đoàn. Thủ tướng cũng ghé qua cửa hàng giò chả cạnh quán phở và mua 2 cây giò trước khi vào kiểm tra nơi sản xuất giò chả của cửa hàng này. Thủ tướng đánh giá, mặc dù đi kiểm tra hoàn toàn bất ngờ, nhưng cửa hàng này rất sạch sẽ. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành phố đã đạt được kết quả bước đầu trong việc thực hiện chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về an toàn thực phẩm. Thủ tướng cũng đồng ý để thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hà Nội tiếp tục được kéo dài thời gian thí điểm tổ chức thanh tra an toàn thực phẩm và đồng ý để thành phố thành lập ban quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục chuyến công tác tại Đan Mạch, chiều ngày 7 tháng 10 tại thủ đô Copenhagen, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch Esben Lunde Larsen đã cùng tham dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Đan Mạch với chủ đề Cơ hội và triển vọng thúc đẩy đầu tư thương mại Việt Nam-Đan Mạch. Đây là một sự kiện quan trọng trong chương trình Những ngày Việt Nam tại Đan Mạch năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các khuôn khổ pháp lý, chính sách để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư yên tâm làm ăn lâu dài, hiệu quả và bền vững ở Việt Nam. Khuyến khích hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam và Đan Mạch có thế mạnh như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, đóng tàu biển, phát triển hệ thống an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng hai bên doanh nghiệp sẽ mở rộng hợp tác thương mại, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, phấn đấu thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt gấp đôi hiện nay khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được triển khai. 30 năm đổi mới, thành tựu, bài học và triển vọng là chủ đề của cuộc hội thảo quốc tế do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Quỹ Konrad Adenauer phối hợp tổ chức vào sáng ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của nhiều học giả nổi tiếng trong và ngoài nước nhằm xem xét, đánh giá chính sách đổi mới trên các lĩnh vực giáo dục, ngoại giao, kinh tế và quốc phòng, cũng như thảo luận về các thách thức và bài học cho những cải cách trong tương lai. Tại hội thảo, các học giả đều nhìn nhận đổi mới là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có sự chuyển mình ấn tượng.
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Năm 2015, quy mô nền kinh tế đã đạt khoảng 204 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.300 đô la Mỹ. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, với việc tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, là thành viên của cộng đồng ASEAN, tham gia đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng như TPP. Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới, Việt Nam cũng không tránh khỏi những vấn đề như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế và tình trạng nợ công cao. Do đó, theo các học giả, Việt Nam cần tiếp tục quá trình đổi mới trên nhiều mặt. Trong đó, đẩy mạnh cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao nguồn nhân lực để phù hợp với xu thế hội nhập ngày nay, góp phần đưa đất nước trở thành nền kinh tế dựa trên công nghiệp, khoa học và giáo dục. Thưa quý vị, sự phổ biến của Internet hay là điện thoại thông minh thúc đẩy nhu cầu thương mại điện tử ngày càng cao và đã khiến cho thị trường quảng cáo trực tuyến những năm gần đây ở Việt Nam khá sôi động. Năm 2015, doanh thu từ quảng cáo trực tuyến trong nước đạt khoảng 7.000 tỷ đồng và con số này sẽ được dự báo là có thể sẽ tăng lên gấp đôi trong năm nay. Theo các chuyên gia thì tiềm năng của quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam đang rất lớn. Quảng cáo bi động trên các trang điện tử, ứng dụng công nghệ, game, mạng xã hội hay quảng cáo chủ động trên các công cụ tìm kiếm. Chỉ cần thiết bị có kết nối Internet, quảng cáo có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu. Sự bùng nổ của Internet và các thiết bị thông minh gần như đã mở ra cơ hội khổng lồ cho các nhà quảng cáo tiếp cận thị trường. Theo thống kê, nếu như năm 2010, tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam là hơn 26 triệu đô la Mỹ, thì 5 năm sau đó, con số này đã tăng lên hơn 12 lần, khoảng 330 triệu đô. Quảng cáo bi động đang là hình thức chiếm nhiều ưu thế. Hiện tại thì doanh số chạy trên nền chủ động ấy, nó chiếm khoảng tầm 35% và cái mạng bi động chiếm khoảng 65%. Tại sao? Tại vì cái nhu cầu mà quảng cáo mà chủ động ấy, thì chúng ta chỉ thấy có là Google và Cốc Cốc thôi. Trong khi đó cái mạng bi động thì rất lớn, chúng ta thấy là một loạt các báo điện tử và Facebook và Zalo. 90% dân số Việt Nam là dùng Internet là hay đọc báo, trong khi đó chỉ có 83% là search Google thôi. Hơn 40 triệu người tiếp cận với Internet, gần một nửa quy mô dân số. Điều này cũng đã khiến cho các công ty chỉ mạnh tay hơn cho quảng cáo trực tuyến. Theo thống kê, chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2015, có 12% doanh nghiệp cho biết đã chi trên 50 triệu đồng, gần gấp đôi so với năm 2014. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, ngày nay cũng có thể tiếp cận với dịch vụ tưởng chừng có vẻ đắt đỏ này, thậm chí ngày càng đóng góp một phần lớn vào doanh thu quảng cáo trực tuyến nhờ sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như Facebook với chi phí hợp lý. Bản thân các cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán hàng thì họ cũng đã bắt đầu đầu tư chú trọng đến thị trường này. Còn các cái doanh nghiệp tiếp thị trên các cái công cụ tìm kiếm cũng như các mạng xã hội là khá nhiều. Và hầu như là nếu mà chúng ta lướt Facebook một ngày thì cái tỷ lệ thông tin cung cấp cho chúng ta dưới hình thức tiếp thị nó khá cao so với cái lượng thông tin từ bạn bè cung cấp cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng là các cái hệ thống báo chí lớn ấy không support, không hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ chạy quảng cáo. Trong khi đó Facebook thì tuyệt đối lại quan tâm đến cái đối tượng này, cho nên 500.000 doanh nghiệp nhỏ Việt Nam, trong khi đó doanh nghiệp lớn chỉ có 100-200 doanh nghiệp thôi. Cho nên doanh số dành chi quảng cáo của doanh nghiệp lớn thì không thể so bì với doanh số quảng cáo của cá nhân Việt Nam hoặc là các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng bình quân gần 100% một năm, thậm chí doanh thu quảng cáo trên di động dự báo năm nay còn có thể tăng hơn 200%, tiếp tục báo hiệu những tiềm năng phát triển của thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam trong tương lai. Cơ hội vẫn đang rộng mở với tất cả doanh nghiệp quảng cáo. Vâng, như vậy là cơ hội vẫn đang rộng mở với tất cả doanh nghiệp quảng cáo, cũng có nghĩa là các doanh nghiệp này phải luôn nhạy bén để giành lấy miếng bánh thị phần. Thực tế hiện nay, một cuộc cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên thị trường quảng cáo trực tuyến với sự vào cuộc liên tục của các doanh nghiệp nước ngoài. Vậy doanh nghiệp Việt đang nắm được bao nhiêu cơ hội, họ đang phải đối mặt với thách thức gì và có giải pháp ra sao? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần tiêu điểm phát sóng trong bản tin 21 giờ ngày mai 9 tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Còn bây giờ thì chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Lũ nhỏ đã về một số địa phương của đồng bằng sông Cửu Long nhưng vẫn chưa về tới Kiên Giang. Người dân mong chờ có mưa và có lũ để cứu những ruộng lúa. Vẻ đẹp Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 qua góc nhìn của cố nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp mới nhiễm virus Zika trong nước. 2 trường hợp đều là phụ nữ, một người 27 tuổi sống tại Bình Dương, bệnh nhân này hiện đang mang thai, và một người 28 tuổi sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai người này đều có triệu chứng sốt phát ban, đau cơ, xương khớp và cả 2 trường hợp đều không đi du lịch nước ngoài. Cục Y tế Dự phòng đã chỉ đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Bình Dương điều tra ca bệnh và giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi ngờ nơi bệnh nhân sinh sống và tại cộng đồng. Thưa quý vị, những ngày gần đây, lũ nhỏ đã về một số địa phương của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng riêng với Kiên Giang thì lũ vẫn chưa về. Vào thời điểm này thì người dân Kiên Giang chỉ mong chờ có mưa và có lũ để cứu những ruộng lúa đã cấy vừa qua. Xâm mặn và lũ muộn đang khiến cho đồng bằng sông Cửu Long hứng chịu nhiều thiệt hại, trong đó Kiên Giang vốn là tỉnh có sản lượng lúa và thủy sản cao nhất cả nước và đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long, thì năm nay lại chịu thiệt hại nặng nề. Lặn lội đi khắp các thửa ruộng, chưa năm nào anh Khai thấy độ mặn bị lên cao như năm nay. Tháng 8 và tháng 9 đã bắt đầu có mưa, thế nhưng lượng mưa chẳng thấm vào đâu, cũng chẳng đẩy được mặn. Chỉ cần lên tới 5 phần nghìn thì lúa đã chết, vậy mà có những lúc độ mặn lên tới mấy chục phần nghìn. 4 phần ngàn, 5 phần ngàn thì do không có lượng nước để mình rửa đó, thành ra trong cái đồng nó còn lại độ mặn còn cao. Nếu mà có nước mưa nhiều rửa thì nó sẽ đỡ hơn. Những năm trước thì không đến đổi mặn như thế này. Lũ vẫn chưa về Kiên Giang. Nước mặn từ biển xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền. Không có nước ngọt đẩy ra, mặn theo dòng sông này đi sâu vào đất liền 70 km, thậm chí tới tận Hậu Giang. Các thế hệ nhà anh Chọn đã sống ở đây gần 80 năm, nhưng chưa bao giờ biến đổi khí hậu lại diễn ra nhanh và mạnh như thời gian gần đây. Nếu trước đây chỉ là một vụ lúa đủ sống, thì giờ đây khí hậu bất thường khiến 2 vụ lúa liên tiếp thất bát. Chỉ cái vụ đây tới Tết thì mình trông chờ vào lúa, mà lúa thắt quá rồi, không có tiền để vô chi tiêu đâu. Lúa thì chết, đất thì nhiễm mặn. Người dân tính tới chuyển đổi sang nuôi tôm và cua. Chưa bao giờ làm nông phải đối mặt với biến đổi khí hậu khắc nghiệt như lúc này. Ruộng lúa này được cấy cách đây 45 ngày với một cái hy vọng là có thể vớt vát một chút gì đó cho một cái mùa khô năm nay. Thế nhưng bây giờ thì nó đã chết vàng hết. Nếu như 2 tuần nữa mà không có mưa thì trên 80.000 hecta lúa của tỉnh Kiên Giang sẽ phải bỏ trắng đồng như thế này. Hạn và mặn đến sớm rồi tiếp tục ở lại muộn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Kiên Giang mất trên 400.000 hecta lúa, cao nhất từ trước tới nay. Lũ đã về tại một số nơi của đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng tới giờ vẫn chưa về tới Kiên Giang, tỉnh cuối cùng trước khi ra biển của sông Cửu Long. Một nghịch lý tiếp tục tiếp diễn. Trong khi nước biển ngày càng dâng cao, thì lũ lại ngày càng ít về. Trên 250.000 người dân ở 2 huyện giáp biển An Minh và An Biên sẽ tiếp tục mòn mỏi mong lũ và mong mưa. Theo nhận định, tổng lượng dòng chảy sông Mekong về khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục thiếu hụt tới 30% trong năm tới, thậm chí còn gay gắt hơn cả mùa khô năm nay. Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thống nhất chủ trương miễn học phí đối với con em vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Chủ trương này sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3 sắp tới. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng sẽ quan tâm giải quyết việc làm, đời sống cho nhân dân vùng khó khăn, nhất là vùng ngư dân ven biển. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đang đẩy nhanh tiến độ kê khai thiệt hại do sự cố môi trường biển để thực hiện chính sách đền bù, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng đối tượng. Thưa quý vị, chắc hẳn là ai cũng sẽ biết ít nhiều về lịch sử ở Hà Nội, thế nhưng câu chuyện cụ thể của những con người sống trong từng thời kỳ lịch sử ấy thì không phải ai cũng biết. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến là một trong số ít nhà văn đã thực hiện ghi chép và khảo cứu sống động về những câu chuyện của thị dân Hà Nội. Trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, tiểu mục Văn hóa Việt ngày hôm nay sẽ cùng trò chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và nghe ông kể về những câu chuyện thú vị và đầy bất ngờ của Hà Nội xưa. Bước 5678 bước chân quanh Hồ Gươm, bạn sẽ khám phá ra những câu chuyện thú vị của thời bao cấp.
Đó là câu chuyện của người may com lê cho các chính khách, nhà sưu tập truyện tranh chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam, người Việt chơi đồ cổ đầu tiên ở Hà Nội, đến chuyện bà già xem bói. Cụ người gốc Hoa nói tiếng Việt rất tốt nhưng nhiều từ bị méo âm. Vào dịp trước kỳ thi tốt nghiệp, học trò quay vòng trong vòng ngoài nhờ cụ xem thi trượt hay đỗ. Một Hà Nội của quá khứ nhưng lại sống động và đầy cảm xúc qua câu chuyện của từng cá nhân cụ thể trong 5678 bức tranh quanh Hồ Gươm của Nguyễn Ngọc Tiến. Mình không nhìn Hồ Gươm theo bằng cái cảm xúc mà nhìn Hồ Gươm bằng cái sự vận động. Đời sống thị dân sẽ là làm nên một cái đời sống đô thị. Một cái đô thị, nhất là đô thị lớn như Hà Nội. Mà ta không nói về đời sống thị dân thì ta sẽ không thấy cái hồn của cái đô thị ấy đâu cả. Cảm ơn nhà văn đã tham gia cuộc trò chuyện cùng với chúng tôi. Cuốn sách 5678 bước chân quanh Hồ Gươm là cuốn sách đầu tiên ông viết về Hà Nội. Tại sao lại là 5678 bước chân? Tại sao nó lại là một con số cụ thể đến như vậy? Cơ quan tôi thì gần Hồ Gươm, cho nên là buổi chiều thì mình thường hay vòng quanh. Mình cứ áng chừng là mình bước từng người bước chân thì là vừa hết vòng quanh Hồ Gươm. Cái chính là tôi cũng muốn gợi cho tất cả những ai mà yêu Hà Nội, muốn viết về Hà Nội thì anh cứ đi vòng quanh Hồ Gươm đi và anh nghĩ về những cái câu chuyện của anh đi thì anh cũng sẽ tự viết được một cuốn sách. Không xuất bản thì nó là cuốn sách trong lòng anh. Ông khai thác các đề tài như ô tô, tem phiếu, kem hay cả hát sẩm. Đây là những đề tài mà được nhiều tác giả nổi tiếng như Thạch Lam, Nguyễn Tuân hay Vũ Bằng đều nói đến khi nhắc về Hà Nội. Vậy ông tiếp cận như thế nào để tạo ra được nét riêng trong các tác phẩm của mình? Có rất nhiều đề tài mà những người đi trước đã viết. Nhưng của mình thì là mình lại đi mình làm khác. Cà phê hay là sẩm nó cũng đều có những số phận của nó. Mặc dù không nhiều người biết nhưng nó có số phận của nó. Ví dụ như có những thời kỳ Hà Nội là cấm bán cà phê, chẳng nhất là trong chiến tranh chống Mỹ. Lý do là người ta không sợ tụ tập đông người thì nó không tốt cho cái chuyện chống Mỹ. Mình chọn cái kiểu viết nó vừa pha một chút tìm hiểu lịch sử, vừa pha một chút cảm xúc, vừa pha một chút những cái nhu cầu thưởng thức của con người ở đô thị. Sau thành công của 5678 bước chân quanh Hồ Gươm, Nguyễn Ngọc Tiến tiếp tục cho ra đời 5 cuốn sách khác về Hà Nội: Me Tư Hồng, Đi Ngang Hà Nội, Đi Dọc Hà Nội, Đi Xuyên Hà Nội và Mong Manh. Trong đó, hai tác phẩm Đi Ngang Hà Nội, Đi Dọc Hà Nội mang về cho nhà văn giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội và giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Tức là không ai có thể biết hết về Hà Nội. Bản thân kể cả những người sống rất là nhiều năm và có cái sự tìm tòi về Hà Nội thì cũng không thể biết hết được. Cho nên mình chỉ coi như là một cái kẻ đi ngang đường thôi, đi qua đường thôi và đi khám phá bằng cái sự ngây ngô của mình để mà tìm ra những cái nét đáng yêu, đáng viết về cái thành phố này. Trong vô vàn những tác phẩm văn chương về Hà Nội, những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tiến vẫn tìm được những chỗ đứng nhất định. Hà Nội của ông không quá hào hoa, lộng lẫy, mà chính là những mảnh ghép của những câu chuyện vui buồn đời thường. Hà Nội không chỉ có thanh lịch, Hà Nội không chỉ có biệt thự, không chỉ có tượng đài cách mạng, không chỉ có hồ nước đẹp. Hà Nội còn có cả những cái thứ như thế này. Thân phận con người nó như thế này. Ví dụ như là nhà bưu điện bờ hồ chẳng hạn. Thì ngày xưa đó là chùa Báo Ân, được xây vào từ đời vua Thiệu Trị. Người ta mô tả trong những cuốn sách, người ta mô tả thì nó có rất là nhiều nhà và trong bên trong nó có hồ sen. Là ví dụ như Bách Hóa Tổng Hợp. Ngày xưa thì nó là một cái nơi đúc tiền của nhà Nguyễn. Xa xưa nữa nó là một cái làng. Thì là khi mà trở thành cái xưởng đúc tiền thì nó có tên là Tràng Tiền. Thì người Pháp xây lên cái Bách Hóa Tổng Hợp, mà cái Bách Hóa Tổng Hợp đối với nhiều thế hệ người Hà Nội thì đó là một cái gì vô cùng ấn tượng. Người ta từng gọi Bách Hóa Tổng Hợp ngày xưa là pháo đài thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Hay ví dụ như là cái bến xe điện bờ hồ ngày xưa ở phố Đinh Tiên Hoàng. Có rất nhiều người cuộc đời sống nhờ cái bến xe đây. Họ bán nước chè, họ bán hàng rong, họ ăn xin, họ hát sẩm. Và có những câu chuyện cũng khiến người ta bất ngờ, như câu chuyện về dòng người di cư từ Nam ra Hà Nội. Vào cuối thế kỷ 19 ấy, thì là khi đó thì là ở Hà Nội này rất là hiếm người biết tiếng Pháp. Thậm chí là các nhà nho còn không học tiếng Pháp. Trong khi đó thì là thủ đô của Liên bang Đông Dương đang đặt tại Hà Nội. Phủ thống sứ Bắc Kỳ, tòa Lốc Lý cần phải có người biết tiếng Pháp để mà phiên dịch
Thì ngày xưa chỉ có người ở Sài Gòn, vì Sài Gòn nó có những cái trường thông ngôn thì ra là rất nhiều người học, có học thì ra ngoài này làm ký, làm ông phán. Có một câu chuyện xảy ra là vậy thì khi chết thì làm nào đây? Thì cái người mà người Sài Gòn ra Hà Nội hồi đó ước tính là rất là lớn, thì ta mua một miếng đất tương đương bây giờ là bến xe của công ty xe khách Thống Nhất để chôn những người Nam Kỳ ra đây, bởi vì không thể nào đưa một cái xác bao nhiêu ngày rời từ đây về quê được. Chính những câu chuyện ấy đã khiến lịch sử Hà Nội của ông trở nên gần hơn với độc giả. Tôi là người có may mắn được biên tập những cuốn sách gần đây của nhà văn Ngọc Tiến. Tôi nhận thấy ở anh cái chất công phu của người làm nghiên cứu rất là rõ, để làm nổi lên được cái thân phận của đô thị. Nó khác với cả những nghiên cứu về Hà Nội lâu nay thì thường là nhìn ở khía cạnh hơi quan phương hoặc là bề rộng. Nhưng mà anh có một cái chi tiết, nhìn chi tiết rất là sâu về những đời sống, cách kể như chuyện như là tàu điện đã ra đời hay đi chuyển ra xa, hoặc là cái sự mất biến mất của những cái hiện thực, những cái di sản trong thành phố cũ. Ở bên cạnh sự đánh giá của giới chuyên môn thông qua các giải thưởng, thì ông có nhận được những đánh giá trực tiếp nào từ chính những độc giả của mình hay không? Gần đây nhất là tôi có đi sang châu Âu, có một bác tên là bác Bình ạ. Ngày xưa bác học cái trường Lycée, tức là học trường Trần Phú, bây giờ phố Hai Bà Trưng. Bác cái năm nay cũng là ngoài 80 rồi. Bác tiếng Việt bác cũng quên nhiều, nhưng mà mình rất là may, mẹ bác bảo là tớ có mấy mua rất là nhiều sách về Hà Nội. Thì là lật ra thì trong đó có những cái cuốn sách của mình thì mình rất là cảm động. Thì mà bác có đâu không, mà có đâu, bởi vì là mình cũng có nhiều ký ức Hà Nội mà mình đọc để mà mình nhớ lại cái thời ngày xưa mình đã sống như nào, đã học như nào. Có những người gọi điện, ví dụ như có một bác từ dưới Nam Định, bác gọi điện lên, bác kể thêm, góp thêm một câu chuyện là cái phố này như thế này, bờ hồ như thế này. Đấy là những cái, nó vừa là động viên mình, cũng vừa là an ủi mình là chứ cái chuyện con đường mình đi, cái việc mình làm nó cũng có một cái ý nghĩa nào đó. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Nói đến Hà Nội, chắc chắn không thể bỏ qua hình ảnh cầu Long Biên. Nhưng liệu có mấy người biết về người đưa ra kế hoạch xây cầu Paul Demer, nhà toàn quyền Đông Dương, và biết rằng dự án xây cầu đã từng bị coi là viển vông? Hay là câu chuyện về showbiz thời bao cấp? Không đơn thuần là những con số khô khan, lịch sử trong văn Nguyễn Ngọc Tiến làm người ta đi từ ngạc nhiên đến tò mò và rồi nhớ mãi về một Hà Nội gần gũi đến vậy. Đó là những chuyện truyền miệng, chuyện khó nói, và có thể dưới mắt nhiều người nó lặt vặt, song đôi khi nó là cái hồn của đời sống thị dân. Nói đến Hà Nội thì người ta có thể nghĩ ngay đến mùa thu Hà Nội, Hà Nội 36 phố phường hay là những nét tinh túy trong ẩm thực Hà Thành. Dấu ấn về Hà Nội dưới con mắt mỗi người là một màu sắc khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng tôi còn muốn giới thiệu với quý vị và các bạn về vẻ đẹp của một Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 qua góc nhìn của cố nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn. Dù không sinh ra ở Hà Nội, thế nhưng hơn nửa cuộc đời gắn bó với mảnh đất này chính là cái duyên để ông luôn đi tìm lời giải đáp cho những trăn trở về Hà Nội. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố phường rành rành chẳng sai. Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng buồm, hàng thiếc, hàng bài, hàng khay. Không ai rõ bài đồng dao này có từ đâu, nhưng có lẽ là câu cửa miệng của nhiều người khi giới thiệu về Hà Nội. Còn qua lời giới thiệu của cố nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn, vẻ đẹp 36 phố phường và vùng lân cận hiện lên qua những câu chuyện giản dị, giải thích từng cái tên, tấc đất và tập quán. Hàng Đào, phố người giàu của Hà Nội xưa, chuyên buôn bán lụa là gấm vóc. Người Hàng Đào được tiếng thanh lịch, kiểu cách cầu kỳ hào nhoáng. Đây cũng là nơi xuất thân của nhiều bà phủ, bà huyện. Hàng Gia, có đền Tam Thánh, nay là đình Vũ Du, thời phong kiến là phố Thầy Bói. Sau người Pháp gọi là phố Gia, bởi có những nhà khách chú giàu có làm chủ xưởng thuộc gia. Cái riêng nhất ấy, đó là những cái tư liệu mà chỉ có mình không có. Bởi vì khi mà một người đã đi điền giã này, đã phỏng vấn rất là nhiều người,
thì cái thông tin mà trở lại đối với cụ Nguyễn Luẩn thì là cái thông tin rất là độc, chỉ biết. Cái thứ hai nữa, cái riêng ở cái cuốn sách này đề cập rất là kỹ càng về cuộc sống, về con người Hà Nội, và đặc biệt là suy nghĩ về cái kiểu lối sống rất là thị dân. Hai tập sách hơn 2.000 trang là một Hà Nội thu nhỏ của thế kỷ trước. Thế nhưng cho đến nay, những nghiên cứu của ông vẫn còn giá trị mạnh mẽ, đặc biệt khi muốn tìm về những di tích, thương hiệu xưa đã bị thời gian phủi lấp. Chủ nhà đất ở Hàng Gia thời xưa là ông Guabier, tên tiếng Việt là Cố Hồng, chiếm một mảnh đất lớn trước chợ Hàng Gia. Nhà số 1 của ông là hiệu Sơn Gecko, số 9-11 là hiệu Mai Tây. Còn nhà số 5 phố này là nhà riêng của Phạm Quỳnh, chủ bút báo Nam Phong, quan đại thần triều Nguyễn. Cái ấn tượng đầu tiên đối với cuốn sách là cái thông tin nó rất là bao quát. Mình tìm thấy cái sự gắn kết giữa cái lịch sử của Hà Nội trước đây và hiện tại, cái nó biến đổi như thế nào. Mình thích nhất cái đấy. Những cái thông tin nó mang tính cụ thể rất là đời thường. Nó gắn liền với Hà Nội cho thấy một cái sự gần gũi mà mình khó có thể tìm được ở những cái cuốn sách khác. 10 năm dày công nghiên cứu cho một lát cắt lịch sử của Hà Nội, chi tiết đến từng ngôi nhà, dòng họ đặc trưng của mỗi khu vực. Bộ sách được trao tặng giải thưởng Thăng Long năm 1996 là một sự ghi nhận to lớn của nhà nước, của độc giả dành cho nhà giáo tâm huyết về Hà Nội. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.